Hôm qua chúng ta có học sơ qua một chút về duyên khởi của từ tâm di bộ kinh ha. Thì ngay trong cái cuộc kiết tập á thì là các ngài mới giao phó cái nhóm đệ tử của ngài A Nan á là trường bộ, rồi cái nhóm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất á là trung bộ, cái nhóm đệ tử của ngài Ca Diếp á là tương ưng mới hà các spa. Dạ rồi còn cái tăng chi á, tăng chi á là những cái nhóm đệ tử của ngài Anuruddha. Anuruddha dạ. Tôi không hiểu cái tiếng Việt quý vị xài, cái hiểu quý vị với cái hiểu của tôi có giống nhau hay không. Tôi không hiểu cái tiêu chí là cái gì. Tiêu chí là cái gì? Cái định nghĩa nó tại sao gọi là trường trung tiểu thì có. Trường là những bài kinh dài nhất. Nhà, từ cái chỗ mà Ê Văn Mê Su Tăng. Ha, như vậy tôi nghe đó. Ê Văn Mê Su Tăng. Và cho đến cái chỗ gọi là A Hí Năng Luân Tỷ, tức là như vậy tôi nghe rồi cái tới nội dung cuối cùng là chư tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Thì họ cứ căn cứ vô cái đó, cái nào mà nó dài nhất thì các vị cũng được tổng cộng biết phải bắt đầu sao ta? Ở bên Nam Tông á, thì không có cái ý niệm. Ở bên Nam Tông á, thì không có cái ý niệm, không có cái khái niệm gọi là ngũ thời thuyết giáo. Bên Nam Tông thì không có khái niệm ngũ thời thuyết giáo. Mà cái khái niệm đó là do Ngài Trí Khải Đại Sư bên Tàu á, ông nghĩ ra. Chứ cũng không phải Ấn Độ nữa. Thì cái ngũ thời thuyết giáo là sao, là ông ngồi ông tưởng tượng ông thiêu dệt ra là khi mà Phật vừa thành đạo với gốc Bồ Đề thì cái giai đoạn đầu tiên là ngày giảng kinh gì thì cho cái đối tượng nào, rồi cái thời gian tiếp theo là ngày giảng cho cái đối tượng nào, và đến cuối đời đó thì ngài lại là kết thúc bằng cách là một loạt thời gian cuối đời là ngày kết thúc cái sự nghiệp mà thuyết hóa đó bằng cách là thuyết cho cái đối tượng nào, đối tượng Bồ Tát Đại Thừa rồi đối tượng Thinh Văn Tiểu Thừa này, thì đó là cái cách suy nghĩ của ổng. Nhưng mà theo trong kinh điển Nam Tông mình thì không, trong kinh điển Nam Tông mình ấy thì từ cái năm mà ngày 35 tuổi cho đến cái năm mà ngày 80 tuổi thì buổi sáng có thể đó là ngày gặp cái thằng ăn cướp, nhưng mà khoảng chừng 11, 12 giờ trưa là ngày có gặp một cái vị đại gia, doanh nhân, một vị tướng quân, công hầu. Rồi xế ngày gặp cái cô kỹ nữ, gái điếm, ví dụ vậy. Rồi chiều tối là ngày gặp một ông vua. Rồi tối nữa thì ngày thuyết giảng cho chư Tăng hoặc là chư Thiên. Thì cái chuyện đó là rất là bất định, cho nên là không hề có cái chuyện là Đức Thế Tôn này sắp xếp cái nội dung thuyết giảng, không hề có nha. Và rất là bậy bạ khi mà ai đó cho rằng là Trung Bộ Kinh là tập trung về nội dung gì, rồi Trường Bộ Kinh là tập trung nội dung gì. Ở đây hoàn toàn là tùy thuộc vào cái chiều dài, chiều dài của kinh mà có trung bộ, trường bộ. Rồi thứ hai, tùy vào nội dung
Phải tùy vào cái nội dung gồm những nhóm đề tài nào mà có tương ứng, nó khác nhau, nó không có giống nhau, tùy vào cái cách mà sắp sắp xếp số lượng chi pháp, số lượng chi pháp mà có tăng chi rồi riêng tiểu bộ đó, tiểu bộ á thì gồm gồm những phần không đủ tách riêng một bộ phận đó gọi là tiểu bộ. Tiểu bộ có nội dung là gồm những cái phần mà không đủ tách riêng thành một bộ phận, có nghĩa là sao ta? Thí dụ như bây giờ pháp cú á, nó chỉ có nhóm mà đó, rồi về bổn sanh á thì nó có một nhóm thôi. Nhóm là gì? Nhóm ở đây có nghĩa là riêng cái bổn sanh không đủ để gọi, để xếp thành một bộ phận riêng. Nó khổ như vậy tại vì nó gồm nhiều tích rời rạc, mà đã vậy cái bổn sanh mà nói theo chánh tạng chú giải này khác nhau. Hình trùng ở trong chánh tạng thì chỉ gồm có nghe, chánh tạng thì chỉ gồm có mấy câu kệ thôi. Quý vị nghe có lạ không? Thí dụ trong một câu chuyện bổn sanh nó có gồm có 6 cái bài kệ đối đáp giữa A với B, thì trong chánh tạng lạ lùng thay là chỉ cái phần chú phần bổn sanh á, phần kể chuyện tích á, thì không kể mà chỉ kể lại có 6 cái bài kệ đó thôi. Trong cái câu chuyện tiếp theo á, là gồm có 3 đoạn kệ, thì trong bổn sanh chánh tạng á, Ngày Nay Ngài chỉ kể lại có 3 bài kệ đó thôi. Cho nên nếu mà mình đọc bổn sanh á, chuyện tiền thân á, mà đọc bằng bản chánh tạng á, thì không có tài nào hiểu được là vì đâu mà có mấy câu kệ mà nó lạ đời như thế này. Nó có một nội dung mà coi như gần như không có mắc mớ gì đến cái nội dung tu hành giải thoát hết. Nó lạ như vậy đó. Đó là một một cái chuyện rất là đáng để mình để ý nha. Còn cái chuyện bổn sanh mà bà con thấy là thuở vua Brahmadatta là làm vua ở Varanasi, rồi có chuyện gì xảy ra lúc bây giờ Bồ Tát là ai là ai, bla 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 bla, thì toàn bộ cái đó là bên chú giải, chứ còn trong chánh tạng không hề có. Trong chánh tạng chưa mấy bài kệ thôi chưa hết. Cái trưởng lão tăng hay trưởng lão ni kệ mà trong chánh tạng đó là rất là cô đọng, rất là ngắn gọn, cho nên là nếu mà chỉ có đọc chánh tạng không đọc chú giải thì không đủ nha. Thì ở đây bây giờ tôi mới hiểu cái chữ tiêu chí mà cái đồng chí Việt Cộng này gọi nó hỏi, thì tôi mới hiểu một tiêu chí này, hiểu là mục đích ha. Không phải ở đây nó là mỗi bộ kinh không có mục đích, đây nhớ nha, mỗi bộ kinh không có mục đích, không có mục đích riêng, mà là chỉ có cái ý nghĩa của từng bài kinh đó thì có. Tôi nhắc lại từng bài kinh, và sẵn đây tôi nói luôn là chúng ta đang, thí dụ chúng ta học về trung bộ kinh đi, thì là cái bài số 1 ấy nó có một nội dung không có mắc mớ gì, là bài số 2 hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái thời điểm mà thuyết giảng hai bài kinh này có thể là cách nhau tới 30-40 năm, cái chuyện nó không có gì lạ nha, có thể là 30-40 năm. Thí dụ như cái bài căn bản pháp môn, thí dụ như ngài có thể ngài thuyết cái bài đó năm ngày 35 tuổi đi, thí dụ như vậy, thì cái bài tiếp theo là bài nhất thiết là hoặc có thể là ngài thuyết vào năm ngày 79 tuổi, chuyện nó không có gì lạ hết. Đó là chuyện thứ nhất về cái thời điểm thuyết giảng. Thứ hai về nội dung thì là hoàn toàn có thể nó hoàn toàn khác biệt nhau, là bởi không có mắc mớ gì nhau, là bởi vì cho hai đối tượng khác nhau trong hai hoàn cảnh khác nhau, cho nên chúng ta đừng có mà bắt chước mình bắt tông mà gom cho nó gọn. Thí dụ như tôi nhớ bên bắt tông còn có một cái học thuyết cũng vui lắm, thí dụ như là họ nói bên mình thì là thập độ, bên đó thì có lục độ, thì họ nói đó là cái gì á, cái lục độ là cái bố thí đó,
bố thí trì giới trí tuệ thiền định gì đó, thì cái bố thí là để dành tu cho cái nhãn căn, rồi cái trì giới là để tu cho cái nhĩ căn, tức là thấy hai bên số 6 là nó cứ ráp vô thôi cho nó gọn. Nhưng đó là kiểu rất là nguy hiểm, tôi nhắc lại rất rất là nguy hiểm. Hoặc là bữa nào nó buồn tình cái phán là thinh văn ấy, là tu bốn đế mà thành, độc giác thì tu 12 duyên khởi mà thành. Nói chung là họ hoàn toàn họ mù tịch, họ không biết, người mình nào mà nói cái đó là người ta không biết bốn đế và 12 duyên khởi là cái gì, nó có lý giải cái lạ đời như vậy nha. Ở đây đại kỵ trong kinh điển Năm Tông là đại kỵ cái chuyện mà ngồi tưởng tượng nha, cái đó là rất là đại kỵ nha. Và chịu khó coi kinh điển người ta giảng cái gì. Và tôi cho phép tôi giấu tên một vị thượng tọa thời danh cực kỳ nổi tiếng trong nước và cả trên online bây giờ, là vị này đã trình bày cái 152 cái bài 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 bài, bài Trung Bộ hoàn toàn theo cái quan chính trị và xã hội. Chính trị có nghĩa là vị này o bế như thế nào đó mà để cho nội dung của mấy bài này là nó đi 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 đôi, nó có thể xứng hợp với cái duy vật biện chứng về chính trị, về hệ chính trị ở đây là nó đi với cả triết học tư tưởng. Rồi về mặt xã hội thì 152 bài đó theo cái lý giải vị này đều là những cái bài học luân lý đạo đức, hướng dẫn chồng với vợ, con với mẹ, mẹ với con, cha con, anh chị em, rồi xã hội, rồi công dân đối với đất nước, lập 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 la trong 52 bài kinh nha. Cái kiểu đó thì cũng hơi mệt nha. Thôi thì bây giờ nói chuyện người ta không bằng nói chuyện mình. Hôm nay chúng ta học về cái chương đầu tiên của Tăng Chi Bộ Kinh. Thì các vị nhớ nha, cái chương đầu tiên đó là cái chi thương về nam sắc và nữ sắc. Tôi thưa với đại chúng, nếu mà chúng ta chỉ liếc mắt vào cái bản dịch tiếng Việt ha, không đọc chú giải ha, rồi chỉ đọc bản tiếng Việt không đọc bản chú giải, rồi cộng với một cái vốn liếng giáo lý nghèo nàn ha, thì cái chương này mình thấy rất là thường, cũng có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt, nhưng mà thật ra nó có nội dung rất là sâu. Nó sâu ở chỗ nào? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, chúng sanh trong đời này nó có bốn hạng. Hạng một, đam mê chìm đắm trong năm trần. Hạng hai, chán năm trần, thích tu thiền sắc, tức là thích thiền định đấy, thích thiền định, thích thiền định, nhưng mà cũng còn chút ít cái thích thú ở trong cái vật chất. Xa trần, xa năm trần đúng rồi đó, nhưng cũng còn còn quan hỷ, còn quan hỷ chút ít trong vật chất. Bằng chứng là vị này đã tu tập thiền định bằng cái đề mục vật chất mà đó cũng là một kiểu thích thú, cho nên sanh về cõi phạm thiên, mà phạm thiên còn có hình 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 dáng, còn có kích thước, còn có hào quang. Và cái cõi phạm thiên sắc giới cũng còn có lâu đài hoa viên, mặc dù các vị đó không còn cái khả năng tâm lý để mà thưởng thức nữa, nhưng mà chuyện tự nhiên là phải có. Chứ lẽ tụ lũ như sa mạc Sahara thì cái kỳ quá. Đó là cái tầng hai là chán dục mà thích thiền sắc. Tầng ba là chán cái thiền sắc mà tu cái thiền vô sắc, tức là chỉ có thiền định thôi, chỉ có tu tâm thôi, chứ còn cái hình tướng đó là coi như không có nữa. Đó là ba hạng. Hạng một là thích dục, hạng hai là chán dục, thích thiền nhưng mà còn có chút ít dính líu tới sắc pháp, tới vật chất. Hạng ba thích thiền nhưng mà chán luôn vật chất một cách tuyệt đối, gọi là hạng vô sắc. Hạng bốn, hạng thứ tư đó là ngán ngẩm hết, chán dục mà cũng ngán thiền. Tại sao chán dục? Là bởi vì dễ hiểu rồi, nó quẩn quanh thấp kém tầm thường sa đọa. Còn tại sao họ chán thiền là bởi vì hai lý do. Một là họ thấy rằng cái thiền nó cũng chỉ là cái sự đắp đổi của đau khổ thôi, bởi vì cái hạnh phúc trong thiền nó cũng chỉ là lạc thọ, hỷ thọ, xả thọ, mà hãy vắng mặt cái đau khổ nó chính là hạnh phúc, mà vắng mặt là hạnh phúc chính là đau khổ. Cho nên vị này thấy cái lý do thứ nhất là xét ra thì đàm ấy một cách rốt ráo đó, thì xét về bản chất á, nói về cái địa đệ nhất nghĩa đế đó, thì tất thảy đều là vô thường, tất thảy đều do duyên tạo và do duyên duyên diệt nha.
Đó là cái chán thứ nhất. Cái này là cái chán mà chán rút ráo. Còn cái chán thứ hai thì nó hơi kinh tạng một chút, nó hơi cận nhân tình một chút, nó dễ hiểu một chút, nó hơi đời thường một chút. Đó là vị này xét thấy rằng có sanh về cõi nào đi nữa thì hết tuổi thọ cũng phải rớt xuống cái cõi thấp nhất ở dục giới. Đó là hai lý do tôi nhắc lại nha. Tôi có bốn hạng chúng sinh trong đời thì cái hạng cuối cùng đó là họ chán toàn bộ sanh tử trong ba cõi, là vì họ thấy rằng thứ nhất hạnh phúc cỡ nào cũng vô ngã vô thường. Cái thứ hai nữa là sau khi mà hưởng hết tuổi thọ trên mấy cõi phạm thiên mà cao nhất thì cũng phải trở về với cái cõi dục thấp nhất. Vì vậy cho nên nó mới nảy ra cái hạng thứ tư là không thích gì hết. Đó là mình giảng sơ cái sườn, gọi là cái diện mạo của chúng sanh trong ba cõi sáu đường, ba đời mười phương giảng trước đi. Rồi giờ bây giờ mình quay lại cái nội dung của bài kinh này. Bây giờ nội dung bài kinh này là đang nói về chúng sanh trong cõi dục. Ở trong đây nói chánh kinh này chỉ nói rất là đơn giản. À, chánh kinh nói rất là đơn giản, có nghĩa là Đức Phật xác nhận rằng trên đời này không hề có một, không hề có một, không hề có một cái trần cảnh nào mà nó cuốn hút đàn ông cho bằng cái trần cảnh mà liên hệ tới phụ nữ. À, thí dụ như là hình dáng phụ nữ, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm, đối với đàn phụ nữ đó, thì đối với ngài giải rằng không có cái cảnh trần nào mà nó hấp dẫn đàn ông hơn là cái cảnh trần mà có liên hệ, có dính líu, có mắc mớ với phụ nữ. Mà ngược lại cũng không có cái cảnh trần nào cuốn hút người nữ cho bằng cái năm trần mà có liên hệ tới người nam. Thì có thể trong room này có nhiều người không để ý, thì không có đồng ý nha, cho nên chúng tôi chỉ giảng theo trong chú giải thôi. Trong chú giải nói rằng chúng sanh trong đời đó, đặc biệt bây giờ đang nói về cõi dục nha, dẹp mấy ông nội thiền bên đây không phải có chỗ cho mấy anh trả ở đây nha. Bây giờ mình đang nói thiền, ở đang nói dục. Thì chúng sanh trong đời có nhiều cái khuynh hướng khác nhau. À, có người á thì gọi là ru bát ga rú cá, tức là sao ta, xem trọng hình sắc. Rồi có hạng gọi là sắp đa ga rú cá. Ga rú cá có nghĩa là xem nặng cái gì ta, xem nặng cái âm thanh. Là sao? Có nghĩa là thích nghe tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói, tiếng thầm thì, tiếng thủ thỉ, tiếng hỗn hển của đối phương. Thì cái hạng này được gọi là sắp đa garuka. Rồi cái hạng thứ ba, thứ tư, thứ năm là sao? Là hana garuka, tức là ganh thắng garuka, là thích cái mùi. Rasa garuka là thích cái vị. Tôi cũng chẳng biết thích vị nữ là thích cái gì. Rồi cái loại phát sa garuka có nghĩa là thích cái sự êm ái sờ chạm trên cái da thịt phụ nữ. Đó là, nhưng mà nó có cái hạng thứ sáu nó gọi là panja garuka. Panja garuka có nghĩa là thích tầm lâm, mà nếu đi tu thì gọi là thích đủ thứ. Panja là năm, garuka là xem nặng xem trọng nha. Panja là năm có nghĩa là nó có cái hạng ganh thế. Gần thay garuka là thích mùi. Rồi rasa rasa garuka là thích vị. Rồi cái fasa garuka fasa garuka có nghĩa là thích xúc chạm. Ở năm hạng, nhưng mà đặc biệt có cái hạng là panh với garuka là thích cả năm luôn. Thích cả năm nha. Cho nên tùy vào cái hạng chúng sanh ở cõi dục đó, tùy vào cái mỗi cá nhân nó có cái sở thích khác nhau. Có người họ cả mấy chục năm trời, trong đó Phật tử mình mà tôi biết đó nha, mấy chục năm trời nó là từ cái thời mà mấy cái nhạc mà họ thu trong mấy cái đĩa 75 á, to đùng á,
rồi sau đó chúng ta băng cassette, rồi sau đó chuyển qua CD-ROM, rồi sau đó chuyển qua Blu-ray, rồi sau đó chuyển qua iPod, rồi bây giờ xài qua tới iPad, iPhone, thì coi như là 5-70 năm trời, có nghĩa là họ cứ chạy theo công nghệ để mà làm một việc thôi, đó là lưu trữ giọng hát của một vài ca sĩ mà họ thích. Cũng có vợ, cũng có con đàng hoàng vậy đó, cũng là một người chồng, một người cha ok, một công dân, một thành viên xã hội ok. À, cũng đi chơi du lịch, mua sắm rồi ăn uống, nó mọi thứ bình thường như người ta, nhưng mà đặc biệt là cái nhân vật này rất là mê nhạc, mà mê cái giọng hát của một vài người thôi nha. Đại khái như vậy. Có người thích sưu tầm nước hoa, có người thích sưu tầm các loại rượu, có người thích sưu tầm thích này cái kia mỗi thứ, nhưng mà sở dĩ ở đây đó mà Đức Phật ngài dạy rằng không có cái gì mà nó hơn được những cái năm trần mà liên hệ phải tính, là bởi sao? Là vì mình phải hiểu cái ý chỗ này. Có nghĩa là đây có một câu chuyện rất là kỳ. Tự nhiên tôi nhớ thì tôi kể bà con để bà con có cái ấn tượng thôi. Là ngày kia cái ông Henry Ford, ông tổ của cái xe Ford, ông chết rồi, ông về ông chầu chầu Chúa Trời đó, ông có chê. Ông nói ngài là Chúa Trời mà thấy cái sản phẩm của ngài, ngài chế thằng ông ra coi được mà chế thằng bà dở quá. Ông mới kể ra một loạt những cái nhược điểm của đàn bà. Thì rồi ông mới xoay qua ông nói về những cái ưu điểm của chiếc xe Ford của ông. Hồi ông khen cái đã thì Chúa Trời cứ lim dim lấy tay rờ râu cười cười, lim dim lấy tay rờ râu cười cười, cuối cùng cái Chúa thở dài, Chúa nói thế này: ta đồng ý với con là cái đàn bà đó, sản phẩm của ta thì nó tệ hơn cái chiếc xe Ford của con. Nhưng mà nó khổ một nỗi, đó là cái khách hàng của con, cái người mà tiêu thụ xe Ford nó không có nhiều bằng cái đám người mà tiêu thụ cái đàn bà của ta. Đấy. Thì cái chuyện đó này tào lao, nhưng mà nó đặc biệt là nó lại ủng hộ cho cái bài kinh này. Đấy, nó ủng hộ cái bài kinh này. Đàn ông thích nhậu nhẹt bài bạc, săn bắn, câu cá, nhảy đầm, chích hút cái gì đi nữa. Nhưng mà nếu mà tính trên cái tỷ lệ nam giới trên toàn cõi hành tinh này đó, thì kể cả những cái bậc mà mô phạm đạo đức các nhà tu hành trong các tôn giáo, thì phải nói cái số người mà phải lòng cái cộng xương sườn số 7 này nè, cái bộ hơi nhiều, ý văn mì. À, như bản thân tôi bây giờ phải đi tìm một cái gì đó mà làm cho tôi mất ngủ có lẽ hơi khó, mà hình như là không có. Đấy. Nhưng mà phải công tâm, phải bình tĩnh, phải can đảm mà nhìn nhận ở tuổi này, độc thân chừng ấy năm, thì tôi vẫn phải nhìn nhận rằng tôi vẫn có không ít những giây phút sao lòng vì một bóng hồng qua nhỏ. Chuyện đó là chuyện very bình thường. Cho nên là mình phải nhìn nhận với nhau một điều. Với nhau một điều đó là cái bài kinh để mình xác nhận một chuyện mà rất là căn bản và rất là chân lý, mà đó là tùy vào cái căn cơ của chúng sinh. Nãy kể rồi cái bốn hạng, thì cái hạng nào mà nó chán dục thì đừng có rớ tới cái hạng đó làm chi, nó mệt. Nhưng mà riêng trong cái đám mà nó còn lẫn quẩn ở dưới đây nè, lẫn quẩn cái đỉnh này với cõi dục đó, thì phải nói đó là cái vấn đề phái tính là rất là quan trọng. Nó là một cái gánh nặng trầm luân. Nếu mà bà con không tin, tôi còn chứng minh được chuyện nữa. Nhu cầu ăn mặc tiêu du hí mua sắm chỉ thấy nó ghê gớm ầm ĩ và rần rộ, nhưng thật ra nó chỉ nằm ở một bộ phận nào đó trong nhân loại nha. Chứ còn cái nhu cầu về sinh lý, về tình cảm ấy, mà cả hai phái nam và nữ ấy, thì gần như là toàn cầu, chưa hết còn cái vụ này nữa. Ở cái thế giới sinh vật, các loài động vật gồm muông và thú. Muông có rê đó, muông là chỉ cho các loài lông vũ, còn thú là chỉ cho các loài bốn chân. Thì mình thấy tràn xuống thế giới là cái gì ta? Là đực cái trống mái. Đây, đực cái trống mái. Đực cái trống mái thì nó là cả một cái vấn đề lớn ở trong cái thế giới sinh vật chứ không phải không nha. Rồi về thế giới loài người, mình có phải đẹp, có phải mạnh. À, cho nên gom chung lại cả hai cái trường hợp đó, mình nói chung đó là thế giới này, nếu ở trong tâm hồn của một cái người cầu giác ngộ á, thì niết bàn là cứu cánh tối thượng. Ở trong cái tâm hồn của người tu thiền vô sắc á, thì cái
cái sự lìa bỏ sắc giới đó là cứu cánh tối thượng. Trong tâm hồn của vị tu thiền sắc giới thì sự lìa bỏ năm dục là tối thượng, nhưng mà trong tâm hồn của người hưởng dục thì phái tính là vấn đề tối thượng nha. Đó, phải nhớ nhớ chỗ này, tôi nhắc lại. Trong tâm hồn của cái người mà cầu giải thoát thì niết bàn là cứu cánh tối thượng. Trong tâm hồn của cái người mà tu thiền vô sắc thì lìa sắc là cứu cánh tối thượng. Trong tâm hồn của người thiền tu thiền sắc giới thì lìa dục là cứu cánh tối thượng, mà trong tâm hồn của cái người hưởng dục á thì cái đỉnh cao á chính là vấn đề phái tính nha. Chính cái phái tính nó mới ràng buộc nhau, chính nó phái tính nó ràng lại ta trong năm cảnh dục, nó là cái nền cho các cái dục khác. Mặc dù trong room này có nhiều người lắc đầu ngoài ngoài không đồng ý, cho rằng với tôi thì không phải vậy, đừng quơ đũa cả nắm chứ. Nhưng mà đây tôi cũng nói thêm, bản thân sự có mặt của mỗi người trong room này cũng là do phái tính mà có phải vậy không? Rồi, thứ hai, trong cái đời sống xã hội bên ngoài, cái người mà độc thân cho đến hôm nay vẫn được xem là thành phần thiểu số, và hình như là một bộ phận có vấn đề của nhân loại, có vấn đề nha. Trừ ra là linh mục và thầy chùa thì phải nói rằng một cái người đàn ông ngoài đời mà không có tình cảm, cái vấn đề hôn nhân quan trọng, nhưng mà để không có người đàn bà cho mình ý, để mà thương nhớ, để mà ghen tuông, để mà hận giận, để mà gây gỗ đó, thì đó là trường hợp thứ nhất là thiểu số, thứ hai là người đó có vấn đề trong mắt thiên hạ là như vậy nha. Cho nên là vấn đề phái tính là cái nền của cõi dục, trên cái nền đó nó mới có cái chuyện gọi là gây dựng sự nghiệp. Nếu không có bóng hồng thì sự nghiệp này cho ai? Nếu không có bóng hồng thì ruộng đất cò bay thẳng cánh cho ai? Nếu không có bóng hồng thì ai là cái người mà nói dối tông đường? Nếu không có bóng hồng thì làm gì có mấy nhóc mà nói dối tông đường? Nếu không có bóng hồng thì thế giới này sẽ ra sao? Không còn hoa nữa mà chỉ còn có gai. Không hoa thì làm gì còn có trái? Không hoa thì làm gì còn có bướm có ong? Cho nên phải nói là cái phái tính là nền của các dục là chỗ đó đó, mà các vị cũng đồng ý với tôi. Các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà sinh vật học, mà nói rằng nếu một sớm mai hồng nào đó toàn thế nhân loại thức giấc nhìn ra ngoài cửa sổ đón cái tia nắng bình minh đầu ngày nha, và được một tin báo rằng loài ong, con ong cuối cùng đã lìa bỏ trái đất mà đi. Con ong cuối cùng đã rời bỏ trái đất mà đi. Trái đất bây giờ không còn con ong nào nữa. Thì các nhà khoa học nói rằng nếu quả thật có một buổi sáng như vậy, thì nhân loại phải hiểu rằng đó là một buổi sáng rất buồn. Một buổi sáng mà coi như là nó tương đương với một cuộc thế chiến thứ ba với sự can thiệp của vũ khí hạt nhân. Vì sao vậy? Vì khi trái đất này không có ong, thì không còn cái chuyện thụ phấn các cái loài ngũ cốc hoa trái. Không có loài ong, không có chuyện thụ phấn, không có thụ phấn thì trái đất này của người ta phải sống bằng cái thứ lương thực gì đây? Kính thưa quý vị, hoa trái từ đó mà ra nha. Cho nên là có bao nhiêu điều mà tôi nhớ được và tôi cho rằng có liên quan đến cái bài kinh này thì tôi kể ra cho bằng hết. Và ở trong chú giải, bà con nào có liếc mắt vô trong phần chú giải Pali ấy, thì các vị thấy và sẽ rất là ngạc nhiên tại sao trong đó nó dài quá mà tôi lại không có, như có vẻ hình như tôi không có đá động tới, thì sẵn tôi nói luôn để phá nghi cho bà con. Một phần rất là dài, để trước khi mày dẫn vào cái phần chú giải của cái chương này ấy, là để ngài Tơ Cô Sa, ngài tự nhiên ngài cao hứng, ngài dành quá nhiều thời gian để ngài giải thích những cái chữ mà mình nghe qua mình hay giật mình, ví dụ như tại sao và thế nào mà tại sao mà có cái chữ, có cái câu là như vậy, tôi nghe nội dung của cái câu đó như thế nào, cái chữ như vậy phải được nghĩa ra làm sao, rồi tôi nghe tại sao có cái chữ nghe đây là làm sao. Đó, là một hơi bị dài.
bậc A-la-hán chánh đẳng giác, chứ không phải là từ ai khác, không phải là do bản thân tôi sáng tác, mà là từ Đức Phật, từ kim khẩu của Ngài, từ kim khẩu của một bậc toàn giác nhất thiết trí nha. Dành một thời gian, dành một cái quãng dài để định nghĩa chữ đó. Rồi tiếp theo là ngày trong đây kể một loạt những cái câu chuyện minh họa cho cái gọi là sức hút của nữ giới đối với nam giới. Thì tôi kể ra, tôi kể ra thì trong toàn chuyện trong kinh tôi kể ra tôi mệt quá, nên các vị chắc vị hiểu rồi. Tức là kể ông này chết, ông kia chết, nói chung là chết vì gái. Nguyên một loạt từ trên xuống là kể toàn là nạn nhân của những người đã chết vì gái. Mặc dù Việt Nam có câu chết vì gái là chết thoải mái, nhưng mà chưa chắc. Thì đại khái từ trên xuống là toàn là dân dạy gái không. Thì kể chi ba cái chuyện đó thêm nhột. Đấy, rồi xong. Thì cái quan trọng nhất tôi điểm sơ qua ở đây đó là tùy vào cái căn, cái tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta có nặng về dục hay không. Phải ghi tùy người mà dục nặng nhẹ, tùy người mà nặng loại dục nào. Đó, đây là hai cái mà tôi cho là tinh hoa cốt tủy của phần chú giải đó. Thì hồi nãy có cho bà con ghi rồi. Có những người gọi là Rupa Garuka, có nghĩa là họ nặng về cái hình sắc. Có những người nặng về âm thanh là Sada Garuka, Gandha Garuka, Rasa Garuka, Phasa Garuka, Rasa Garuka, và cuối cùng là Panya Garuka, là thích đủ thứ. Có nghĩa là có những người thì họ nặng về cái này, nặng về cái kia. Và chúng ta phải nhớ rằng cái này quan trọng nữa, các đề mục chỉ quán được Phật dạy để nhắm, để nhằm vào những khuynh hướng hưởng dục này, những cái khuynh hướng hưởng dục này. Bây giờ từ từ nó mới lòi ra, mình mới hiểu. Ồ, thì ra thí dụ như ở trong tăng chi thì phải, Đức Phật Ngài từng kể rằng này các tỳ kheo, giống như một cái ngôi nhà mình được xây dựng bên bờ biển bằng cát biển, khi thủy triều lên thì tất cả đều phải bị sụp đổ. Vì sao vậy? Vì bản thân ngôi nhà ấy bằng cát lại được dựng xây trên một cái nền bằng cát. Mà cát với nước thì khi nó kết hợp lại với nhau thì nó chỉ làm cho ngôi nhà nó sụp mau mà thôi. Cũng vậy, ta nói rằng là cát sắc là vô thường, thân khí vị xúc căn năm trần là vô thường, năm căn là vô thường, từ đó năm thức cũng vô thường. Nếu căn cảnh thức là vô thường thì xúc có được từ chúng cũng vô thường. Xúc có xúc và vô thường thì thọ cũng vô thường. Mà toàn bộ cái thế giới này chỉ là đề là thế giới của xúc, của thọ, của tưởng. Đây chưa nói tới phiền não, đây chỉ nói cái bản chất của chúng ta thôi nha. Bản chất của chúng ta, và Đức Phật Ngài dạy rằng thế nào là cái vị ngọt, thế nào là nguy hiểm của các sắc. Này các tỳ kheo, ở đây có những người thiếu nữ ở tuổi 16, nhan sắc đạt đến cái giai đoạn mà gọi là tột đỉnh của kiếp người. Trong kinh nói rõ như vậy, tuổi 16 là cái giai đoạn mà nhan sắc đạt đến cái giai đoạn tuyệt đỉnh của con người. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó đạt đến cái sự chín mùi của một người trưởng thành, mà nó vẫn còn giữ lại được cái sự non trẻ trong lành sạch sẽ của một con người. Còn ở sau đó rồi thì bắt đầu cái mà mình gọi là già dặn, thật ra là nó là già cỗi nha. Già ở đây mình gọi là già dặn cho nó sang, mình gọi nó là chín mùi, nhưng thật ra nó là bắt đầu nó chín rục nha. Còn mình gọi già dặn mà thật ra nó đã bắt đầu nó già cùa cổi, bắt đầu nó già háp rồi. Cho nên ở tuổi 16, Ngài Đức Phật Ngài dạy rằng, ta nói rằng ta nói rằng chỉ riêng nói về cái trường nhan sắc đó, thì nhan sắc của người phụ nữ ở tuổi 16 đó là cái giai đoạn mà gọi là vị ngọt của nữ sắc. Và thế nào là cái nguy hiểm, cái mặt trái của nữ sắc? Ta nói rằng khi một người phụ nữ đã đi đến tuổi 50, 60, 80, 90,
da nhăn lưng còng má hóp mắt mờ tay điếc. Dạ, thì lúc đó thì ta gọi đây là cái giai đoạn gọi là mặt trái của nữ sắc. Đấy. À, thì Ngài đã dùng nhiều phương tiện, vô lượng phương tiện để cho mình thấy rằng là hễ thân người mà nó vô thường, nó suy sụp, nó bể rạc được thì sao nữa, nó kéo từ đó toàn bộ những sắc, những thinh, những khí, những vị và những xúc mà liên hệ phái tính nó cũng theo đó mà đội nón ra đi nha. Rồi chưa hết, trong luật Đức Phật quy định một tỷ kheo mà khi bắt đầu thọ dụng, thọ nhận và sử dụng y áo, rồi cái gì nữa ta, thực phẩm, thuốc men, trú xứ thì phải luôn luôn tâm niệm như thế này. Những thứ này vốn không phải là dơ, nhưng khi nó chạm vào cái tấm thân này lúc nào thì chúng bèn trở nên bất tịnh khi ấy nha. Thì đó 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 là cái cách quán niệm như vậy giúp cho vị tỳ kheo bỏ được cái gì ta, bỏ được cái vị ái, có nghĩa là bỏ được cái niềm đam mê ở trong cái món ngon, bỏ được cái xúc ái, bỏ đó là cái niềm đam mê khi mà sử dụng y phục trú xứ sàn tọa. Có nghĩa là người dùng nhiều cách, dùng nhiều cách để đánh vào năm cái trận địa ái dục của chúng ta, năm cái trận địa. Tức là ngài cho mình thấy rằng đó là trong các dục á, thì người trình độ thấp thì họ còn có cái đam mê, bởi vì họ thấy chưa có đến đầu đến đũa. Nếu mà người thấy rồi thì một là sợ, hai là chán. Dĩ nhiên chúng ta trong trong này thì chúng ta có lẽ chưa có ly dục lắm, bởi vì một người mà ly dục á, là tối thiểu là phải là sơ thiền. Mà nếu là sơ thiền thì bây giờ quý vị đi nhập thiền nó sướng hơn là vào trong đây ngồi nghe chúng tôi nói nhăn nói cụi nha. Cho nên tôi e rằng trong trong này chưa có ai mà gọi là đắc sơ thiền. Đấy. Bởi vì muốn đắc sơ thiền nó không có phải đơn giản như mình tưởng là ngồi hơi lâu lâu, da gà nó nổi lên, rồi phỉ lạc nó rần rợn vài cái gọi là sơ thiền, thì cái đó mới là sơ sơ thôi chứ chưa có phải là sơ thiền nha. Còn cái sơ thiền thật sự đó là mình phải lìa năm triền, thưa quý vị, khó lắm chứ nó giỡn đâu. Thì tôi nhắc lại, lìa năm triền là sao? Là đối với năm dục mình không còn mê nữa. Đó là lìa cái dục triền. Rồi thứ hai, đối với năm dục mình không còn cái bất mãn, trốn tránh, bỏ gọi là ghét sợ nữa, thì nó gọi là lìa được cái sân triền. Rồi lìa được cái hôn thủy triền, có nghĩa là mình không còn có cảm giác lười biếng hay là buồn ngủ nữa, muốn ngã lưng hay là muốn ngồi xuống nghỉ ngơi là không còn nữa, thì cái này là lìa hôn thủy. Rồi chúng ta lìa được cái trạo hối, có nghĩa là tâm chúng ta muốn tập trung lúc nào tập trung, đó gọi là lìa trạo cử. Còn lìa hối có nghĩa là cái gì biết không cần nhớ thì bèn quên ngay, thì đó được gọi là khả năng lìa lìa hối quá. Hối là hối quá đó nha, nhớ nha, để tôi định nghĩa lại sẽ quên. Lìa cái trạo hối là sao? Lìa trạo hối tức là trạo cử và hối quá. Lìa trạo cử có nghĩa là muốn định tâm lúc nào thì định, bởi vì không còn phóng dật. Còn lìa trạo hối là sao? Có nghĩa là tập tâm quyết định quên cái gì thì bèn không còn nhớ nữa. Nhớ nha, tâm quyết định quên cái gì thì lòng bèn không còn nhớ nữa, đó gọi là lìa cái hối quá. Bởi vì mình có khả năng quên như vậy, mình mới không có cái cảm giác rây rứt. Chính cái rây rứt về những cái điều mà mình đã làm hoặc là mình không làm, chưa chịu làm. Thì chính cái sự rây rứt này nó cũng là một thứ phiền não. Mà bây giờ mình phải có khả năng kiểm soát mình ở cái mức độ muốn quên là quên liền. Không đáng nhớ thì phải quên. Phải quên cho bằng được cái điều không đáng nhớ. Nha, khó lắm. Muốn đắc sơ thiền thì minimum là mình, tối thiểu là mình phải có cái khả năng gọi là dàn xếp năm cái triền cái này mới đắc được sơ thiền nha. Thì cái chương này đọc liếc qua thì thấy có gì ghê gớm, bất quá chỉ nói là cái tầm nguy hiểm, cái tác dụng độc đáo của vấn đề phái tính mà thôi. Nhưng mà thật ra cái nội dung thâm sâu nằm bên dưới thì phải nói là vời vợi và không thể đái đâu quý vị. Bởi vì đọc đến cái vấn đề mà năm cảnh này nè, năm trần liên hệ phái tính á, đồng thời nó cũng là một cái gợi ý rất lớn cho chúng ta thấy rằng ở trên phạm thiên không hề có vấn đề phải tính. Vì sao vậy? Vì ở trên phạm thiên người ta đã lìa năm dục, cho nên phải ghi câu này nha, ghi lìa năm dục thì không còn
Vấn đề phái tính là cái này nó quan trọng nè, cái câu này phải ghi mà bằng mực đỏ mà xăm lên trán luôn. Lìa năm dục thì không còn vấn đề phái tính. Trời, rồi cái gì nữa? Lìa năm dục. Đấy, cái này phải ghi. Lìa năm dục thì không còn bất mãn ghét sợ. Đó, cái này đi ghê. Cho nên cái năm dục nó khủng khiếp lắm chứ không phải thường nha. Lìa năm dục thì không còn bất mãn ghét sợ nên đây, phạm thiên cõi thấp nhất, phạm thiên cõi thấp nhất cũng không có dục ái và sân. Cái này lại xâm nữa, xâm khi nào nó thành đại ca thì thôi nha. Nên phạm thiên cõi thấp nhất cũng không có dục ái và sân là vì sao? Là vì họ không còn dục, mà dục thì lại lấy phái tính làm gốc, cho nên mình nói kiểu nào cũng được. Vì không còn cái vấn đề phái tính nên không còn năm dục, hoặc là không còn năm dục nên không có phái tính, đều được hết. Thứ hai, vì không còn dục không còn phái tính nên cũng không có sân, tức là không có bất mãn ghét sợ. Quý vị có biết không, các vị còn nhớ ba thứ khổ không ta? Khổ được chia, khổ thôi thôi thôi, được được gồm ba đi, gồm ba thứ. Rồi, khổ khổ là sự sự gì khó chịu của thân tâm, đấy. Rồi còn cái hoại khổ á là sự biến mất của cái cảm giác dễ chịu trong thân tâm. Phải ôm lại nha, phải ôm lại. Còn hành khổ á là cái sự lệ thuộc các duyên mà có. Đó, cái khổ thứ ba này thì nghe nó mềm mỹ lắm, nhưng mà nó là cái ông nội, nó là bà má ruột của hai cái ông khổ kia này. Nhớ nha, nó là ông cố nội mà nó cũng là bà mẹ ruột để đẻ ra hai cái khổ kia. Bởi vì sự lệ thuộc là sao ta, thì đã nói hoài mà mấy bà con còn nhớ không? Bây giờ bà con muốn cười là cười hay sao, không có chắc đâu. Tôi biết năm nay tôi già rồi, tôi có quyền nói chỗ này. Đừng có tưởng là mình có môi, có miệng, có răng, có lưỡi là mình cứ nhăn ra mình cười lúc nào cũng được. Xin thưa, không có đơn giản đâu quý vị. Trong râm này, nếu quý vị nghĩ trong râm chắc không có người nào dưới 18 tuổi rồi, nghĩ kỹ là có đúng không? Tôi nhắc lại, đừng tưởng môi của ta, răng của ta, miệng của ta, rồi ta muốn cười thì ta cười. Chưa chắc đâu. Chỉ cần có một chút xíu chướng duyên nghịch cảnh là ta bèn cười không nổi, cái môi nhếch lên không thành đâu nha, nhớ nha. Một nụ cười thôi, một chướng duyên, một chút xíu nghịch cảnh thôi, một chút, mà tôi cố ý tôi nói chỉ chút xíu đó, chút xíu thôi là bắt đầu cái môi nó nhếch lên không nổi, cái răng nó nhe ra, cái răng nó lộ ra không nổi nữa. Vì sao? Là vì mọi thứ là do duyên. Đau khổ và hạnh phúc là nó do vô số duyên có, vô số duyên mà có, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên chỗ này tôi quý tôi nói chậm thì là chậm ở chỗ này nha. Khổ mình miệng mình nói ào ào nói khổ, chứ mình là 110 Phật tử chỉ có một người khổ có ba thôi. Khổ có ba, một là khổ khổ là cái sự có mặt của những gì làm thân tâm ta khó chịu ha. Từ cái ngứa tê nhức mỏi cho đến ung thư trào mà lòi ruột phọt ốc, tất cả đều là khổ, khổ khổ của thân. Còn khổ khổ của tâm là từ cái giây phút day dứt bồn chồn hờn dỗi cho đến sợ hãi căm thù muốn nai muốn nhai xương uống máu đối phương, thì tất cả đều được gọi là cảm giác khó chịu của tâm. Đấy, thì cảm giác khó chịu của tâm hay là cảm giác khó chịu của thân được gọi chung là khổ. Rồi cái loại khổ thứ hai nó nhẹ hơn, nó mềm hơn, đó là cái sự vắng mặt của những gì làm cho ta làm cho ta vui vẻ sung sướng. Thí dụ như đang mát tự nhiên không mát nữa, đang ấm không ấm nữa, đang vui tự nhiên cái vui đó vì lý do nào nó không còn nữa, đang êm ái tự nhiên nó bị sốc, bị giật
nó không còn thoải mái êm ái nữa, thì nó gọi là sự vắng mặt của hạnh phúc. Thì bản thân cái sự vắng mặt ấy cũng là một thứ đau khổ ở đời nha. Sự có mặt của đau khổ là khổ, sự vắng mặt của hạnh phúc cũng là khổ. Nhưng mà cái khổ thứ ba này mới ghê, có nghĩa là cái tính lệ thuộc các điều kiện để có mặt thì đó cũng là khổ nha. Thì mình thấy ở cái người mà hưởng dục thì còn vấn đề phân biệt phái tính đấy, còn dục còn phái tính thì còn sân hận. Mà sân ở đây là gì? Sân ở đây là khổ tâm à, sân là khổ tâm. Làm ơn ai ghi nhanh ghi giùm đi. Còn hưởng dục là còn phân biệt phái tính, còn dục còn phái tính là còn bất mãn ghét sợ, nhớ nha, còn bất mãn ghét sợ. Và như vậy thì người hưởng dục có đủ năm, có đủ ba khổ. Ồ, có đủ ba khổ nha, cái này mới ghê, cái này mình mới ghê. Người ly dục chỉ có hai khổ, hai khổ. Đó, mà dạng vi tế mới ghê chứ, dạng vi tế à, cái dạng vi tế. Còn cái người hưởng dục á, thì họ bị, người hưởng dục á, à, bị cả ba khổ nha, ba khổ. Mà cái dạng gì? Dạng thô nặng đó, cái đó mới tan thương chứ, khổ mà dạng thô nặng, nguy kịch trầm trọng đó. Cảm ơn cái người đã viết rất là nhanh của mình Quốc nha. Cho nên là nó sâu, là sâu chỗ này nè. Còn hưởng dục thì còn phân biệt phái tính, còn phân biệt phái tính tức là còn hưởng dục. Mà hãy còn hưởng dục thì còn bất mãn ghét sợ, mà hãy còn bất mãn ghét sợ thì còn cả ba loại khổ. Mà cái dạng thô nặng, thánh nhân người ta chỉ còn có một thứ thân khổ thôi, có nghĩa là họ bị chém lòi ruột ra, họ biết rằng họ đang lòi ruột. Mình sát muối vô, họ biết rằng họ đang rác, chỉ vậy thôi, chứ họ không hề có cái căm hờn tức tối hay hay sợ hãi bất mãn nha. Còn phàm phu mình mà bị người ta là nhổ nước bọt trước mặt thôi, chứ phải vô mặt, mà chỉ là trước mặt thôi là mình đã điên lên rồi, coi như là máu nó sôi ùng ục nha. Máu sôi ùng ục là lúc mình chỉ muốn là cào nhà mà giết cả ba họ đó để mà mình nấu lẩu mình mới mát ruột mình nha. Cho nên nó chỉ một bãi nước bọt mà nó làm cho mình coi như là không còn là mình thở nào nữa. Cho nên mình khổ một thành khổ mười là bởi vì sao? Vì bản thân cái chuyện mà mình bị cuộc đời nó xúc phạm, nó tổn thương, nó không bao nhiêu. Mà cái chuyện mà tự thân mình nó diễn dịch, nó phân tích ra, nó mới làm cho mình điên lên, cái bị nghe kịp không? Mình gây nhau, mình tác nhau, gặp thánh nhân cái đau đó là nó, cái đau nó chỉ diễn ra có 30 giây là hết. Nhưng mà phàm phu thì mình bị tát rồi mình đau tới 30 tháng chứ không phải là 30 giây. Là vì sao? Là vì mình vừa có khổ thân mà vừa có khổ tâm đúng quý vị nha. Đó, với đó là mình nói qua cái chuyện khác, thì mình quay lại cái chuyện của mình. Người còn hưởng dục thì còn phân biệt phái tính, còn phân biệt phái tính thì còn hưởng dục. Đấy, cứ nhớ nhiều đó. Mà hãy còn dục thì còn sân, mà hãy còn sân thì còn đủ ba khổ. Phạm thiên người ta chỉ có hai khổ thôi, đó là hoại khổ và hành khổ. Nhưng mà ở cái dạng vi tế, vi tế là sao? Vi tế có nghĩa là cái sát na tâm thiền trước nó có rồi sau đó nó mất, thì mình gọi theo A Tỳ Đàm đó là hoại khổ. Chứ thật ra họ không hề bị một cảm giác khó chịu gì hết, một chút xíu cũng không có. Nói theo lý thì có, phân tích đúng đáo thì sự biến mất của mỗi sát na đó là khổ, đúng. Nhưng mà trong thực tế nó hỏi từng ông Phạm Thiên á, hỏi trên đó thì mẫu câu nào thấy khổ hết. Là bởi vì sao? Là vì sát na thiền này nó mất, là sát na khác nó tồi tiếp, nói theo nó sướng muốn chết luôn nha. Còn cái thứ mà nó hưởng dục đó là coi như nó khổ tứ bề. Là vì sao? Là vì cái dục mà được như ý thì không nhiều, mà cảnh trần bất toại thì một núi. Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai, kiếm tìm từng thứ để hưởng thụ không phải là dễ. Kiếm được rồi liệu có giữ được không? Nội mà gồng ra để mình ngồi gồng mà giữ nó là một cái khổ rồi. Kiếm nó là một cái khổ, gồng để giữ nó là một cái khổ. Mà giữ không được rồi lại là một cái khổ khác. À,
mà giữ không được thì nó lại có hai, một là mình chán nó, mình bỏ nó cũng là một cái giữ không được, thứ hai nữa là mình còn mê nó quá mà nó bỏ mình nó đi lại làm cái khổ khác. Chỉ có người hưởng dục mới bị đủ loại khổ như vừa nói, thưa quý vị nha. Cho nên trong cái chương này liếc sơ qua bằng một cái con mắt bù lạch đó, thì chúng ta thấy nó không có cái gì đáng kể hết, nhưng thật ra bài kinh cái chương này rất là sâu, vô cùng sâu, thâm thẳm sâu, dò không tới đáy, là bởi vì đó là Đức Phật đang chạm vào cái đáy sâu của tâm tưởng phàm phu của chúng ta nha. À, chính vì gọi là chưa lìa được dục, chưa thấy cái tội khổ, cái nguy hiểm trong các dục, cho nên mỗi người tùy cái căn cơ sở tánh mà thích cái gì. À, mà cái này còn phải ghi, cái này ghi nữa, thích luôn gắn liền với ghét sợ, nhớ nha, thích thú luôn gắn liền với ghét sợ. Mà trong cái cuộc đời mình, cái gì làm cho mình khổ? Dạ thưa, toàn bộ cuộc đời mình chỉ có hai chữ ghét và sợ. Làm phàm phu đau khổ nha. Tôi biết tôi nói gì trong râm, nhiều người muốn xăng tay áo nhảy vô cãi, nhưng mà tối nay về suy nghĩ có đúng không? Toàn bộ cái thế giới này chỉ có hai cái chuyện ghét và sợ làm cho mình khổ thôi. Không biết có hiểu không ta? Nó khổ cho nó mà nó hiểu không, mới ghê chứ. Nè, nóng quá, cái nóng đó là cái mà tôi không có thích. Dạ, rồi cái bản mặt của cái bà đó tôi đã không có ưa. Mà tại sao mà bà cứ làng chàng, cái đảo qua đảo lại cho tôi thấy bà hoài. Con rắn tôi không có thích, con mũi, con ruồi tôi không có thích. Thì biết không? Đó, rồi đứt tay chảy máu, rồi ruột dư, ruột thừa, rồi sạn thận, rồi đau bao tử, rồi bị ung thư, rồi bị màng não, rồi bị cao máu. Tất cả những cái đó là những cái tôi không có thích, đều là những cái tôi vừa ghét, những cái tôi sợ, có những cái vừa ghét vừa sợ. Toàn bộ những thứ mà làm cho phàm phu khổ chỉ gom gọn trong hai thứ thôi, đó là ghét và sợ. Và ghét và sợ ở đâu nó ra? Dạ thưa, ghét và sợ từ có từ thương thích mà ra. Có từ thương thích mà ra. Mà hãy cách nào mà người ta nói trật, mình nhào như mình cãi nha, mình nhào như mình cãi, mình không cãi là mình không có giật mít được, thì mình cãi bằng chữ cũng được nữa nha. Toàn bộ cái khổ là từ ghét sợ mà ra, mà ghét sợ nó lại từ thương thích mà ra. Mà thương thích cái gì? Chỉ gì ta? Chỉ có năm dục mới dẫn đến ghét sợ. Chỉ có thích trong năm dục á, chứ còn thích trong thiền nó không có dẫn đến ghét sợ, nhớ nha. Chỉ có thích trong năm dục á, tại tôi làm biến quá nên tôi ghi tắt á, chứ các vị ghi cho đủ nè. Chỉ có cái thích, thêm cho cái thích nữa, chỉ có cái thích trong năm dục á mới dẫn đến ghét sợ. Cho nên bữa nay mình đào xới, mình bươi móc cái năm dục này ra, mình mới thấy nó lạnh xương sống, nghe phải không? Chỉ có cái thích trong năm dục, trong năm dục trần, nghe thêm cái dục trần rồi thì mới dẫn đến ghét sợ thôi. Nó lớn chuyện lắm quý vị à, nó lớn chuyện lắm. Tôi nhắc lại, ở đâu có vấn đề phái tính thì ở đó có năm dục. Nó quan trọng vậy đó nha. Ở đâu có vấn đề phái tính thì ở đó có năm dục, mà ở đâu có năm dục thì ở đó có ghét sợ, ở đâu có ghét sợ thì ở đó có đau khổ. Có đủ ba khổ. Ở đâu có ghét sợ thì ở đó có đủ ba khổ. Mà dạng thô nặng, thô nặng là sao? Thì khỏi nói, thô nặng là khổ, thô nặng là khổ có thể khiến ta rơi lệ nè, mất trí nè, thiếu kiểm soát nè, rồi cái gì nữa, gây trọng nghiệp nè. Đây là định nghĩa của cái khổ thô nặng. Các vị nghe kịp không ta? Cái khổ thô nặng là cái khổ mà có thể khiến ta rơi lệ, mất trí,
thiếu kiểm soát gây trọng nghiệp. Còn cái mình gọi là như trên cõi trời dục giới đó, tuy họ vẫn còn tâm sân nhưng mà họ không, ba khổ trên cõi trời dục giới có đủ nha, có à, có, nhưng mà họ không có thô nặng là sao? Từ cái cõi đau lợi trở lên người ta không có vấn đề khổ thân nữa, họ không có bị trầy xước, chảy máu, bệnh hoạn, nóng quá, nực quá, không có, không có. À, còn cái từ cái cõi tứ thiên vương trở xuống thì nó có loại khổ thô nặng, có nghĩa là khổ mà khiến người ta rơi lệ nè, khiến người ta mất trí nè, khiến người ta thiếu kiểm soát nè, thiếu, khiến người ta gây cái trọng nghiệp nè đó. Thí dụ như giờ mình bị đánh đau quá, bị tấn công, bị cháy nhà, bị tai nạn, lúc đó mình không còn là mình thuở nào nữa đó, bởi vì cái khổ lúc đó nó khiến cho ta mất trí, thiếu kiểm soát, thiếu bình tĩnh, gây trọng nghiệp, nhớ nha. Cho nên vì còn hưởng dục cho nên ta còn bất mãn, còn có bất mãn thì ta mới có đủ ba khổ mà cái dạng thô nặng. Tôi nghĩ rằng quý vị giá mà trưa nay quên sạch chỉ nhớ có một phần giảng này thôi cũng đáng, xứng đáng đồng tiền bát gạo trưa nay nha, rất là quan trọng chỗ này nha. À, và thêm một điều nữa, những ai mà có học A Tỳ Đàm á, thì nghe chỗ này họ rất là thấm, thấm hơn cái người không có biết A Tỳ Đàm, là bởi vì theo trong A Tỳ Đàm nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ giữa lạc với khổ, rồi giữa dục ái và sân. Không biết trong trong này còn nhớ chữ nó không ta? Alo, còn nhớ không? Lạc và khổ. À, dục ái và sân là hai cặp gắn liền nhau. Tứ thiền á, thì không còn lạc khổ, tam quả đó, phải thêm nó mới ghê chứ, nhị quả chứ, nhị quả đó thì giảm nhẹ dục ái và sân, rồi tới tam quả dứt hẳn dục ái và sân. Đánh máy đánh bằng một ngón đó, mà đánh một tốc độ như vậy là cũng lẹ lắm nha. Rồi tứ thiền không có còn lạc khổ, nhị quả thì giảm nhẹ dục ái và sân, tam quả dứt hẳn dục ái và sân, nghĩa là tôi cuối tôi nói tới nói lui hoài đi cho bà con nhớ cho bằng được. Bây giờ có đốt là tròn mà ráng nhớ cái chỗ này. Còn đam mê trong năm dục thì dứt khoát người đó còn tâm sân, mà hãy còn tâm sân thì còn đủ ba khổ, mà cái khổ mà mình sợ nhất, cái này chắc phải ghi nữa, hạ căn á thì sợ hãi khổ khổ, trung căn á thì chán ngán cái hoại khổ, trung căn á thì chán ngán cái hoại khổ, chữ chán mà tôi viết lộn nha, rồi thượng căn á thì chán ngán cái hành khổ. Có bị nghe kịp không? Hạ căn á thì sợ hãi khổ khổ là sao? Khổ khổ là cái những cái gì làm cho thân tâm mình khó chịu, thì chỉ cái hạng hạ căn á nó chỉ sợ cái loại khổ này thôi. Có nghĩa là bệnh hoạn, già nua, rồi sanh ly tử biệt, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được. Rồi lạnh quá, nóng quá, đói quá, khát quá, đau quá, nhức quá, tê mỏi, nhẹ, đau đớn, vân vân. Thì nó gọi là khổ khổ, thì hạn hạ căn á, nói tới khổ là họ chỉ hình dung những cái này thôi. Họ mới sợ, sợ như người họ sợ sinh tử là vì sao một cơn đau đó, họ không muốn luân hồi nó, bởi vì họ biết còn luân hồi là còn bị tù đài, bệnh hoạn, thù quán, đâm chém, làm ăn, thua lỗ, thất tình, lỡ vận, công danh, bla 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 bla, đó là hạn hạ căn. Còn cái hạng trung căn thì họ không cần phải bị đau họ mới sợ, mà họ chỉ cần nhìn thấy cái hoa héo là họ đủ nản rồi đó, thấy cái hoa héo là họ nản rồi nha. Như Bồ Tát Đắc Đạt á, là lúc mà đi dạo bốn cửa thành á, là ngài thấy, ngài chỉ thấy cái khổ khổ của người ta là chứ không phải khổ khổ của ngài nữa. Ngài thấy một cái xác chết, một người bệnh,
Đấy, một người già là bắt đầu nghề nản rồi. Nghề nản cái gì? Người bình thường á là người ta chỉ nản có cái khổ khổ thôi, nhưng mà ngài thì ngài nản một cái hoại khổ, ngài mới hỏi sa nặc. Như vậy thì ta cũng phải già đúng không? Thì sa nặc đang già đúng, không ai trong cái thế giới này mà né được cái già, cái bệnh và cái chết hết nha. Mà trong kinh nói sa nặc nó có dỗ dữ thần vậy, ăn nói lưu loát là bởi vì đó là do một cái vị phạm thiên ở cõi ngũ tịnh cư đó, họ dục khiến cho nói như vậy đó nha, khiến cho nói như vậy đó. Thì Bồ Tát nhìn người ta để phát triển của mình, là ngài chỉ nhìn người ta, là ngài nhìn ngài thấy cái bệnh cái già của người ta, là ngài bèn nghĩ đến cái chuyện là cái hay ho, cái đẹp đẽ mà ngài đang có rồi cũng sẽ mất đó, là chưa hết. Khi mà bỏ ngô đi tu rồi đắc được mấy cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng cao nhất tam giới rồi thì sao? Ngài thấy cái này cũng không có bền, cái này xài cũng không có được, nó do duyên mà có rồi phải mất. Lúc bây giờ ngài thấy luôn cả cái hành khổ nữa. Nhưng mà có một điều, cái thấy của một người chưa biết cái giáo pháp, chưa biết cái gọi là lý tứ đế và 12 duyên khởi nha. Sau cái đêm mà coi như thành đạo với gốc bồ đề thì ngài mới bừng lên, ngài hiểu được những cái vấn đề ba khổ này từ một góc độ rốt ráo nhất nha. Còn trước đó là ngài chỉ thấy ở cái khía cạnh suy tư, ngài có trí văn và trí tư thôi. Rồi lúc ngài đắc thì ngài thêm một chút trí tu, mà trí tu muốn viên mãn là phải chỉ quán mới gọi là trí tu viên mãn. Còn nếu trí tu mà chỉ ở bên thiền chỉ thôi thì cũng chưa được gọi là viên mãn, vì sanh tử vẫn còn nguyên đại nha. Còn nếu trí tu mà có được từ từ thiền quán mà không có thiền chỉ thì cũng được gọi là viên mãn, nhưng mà viên mãn trong lý tưởng giải thoát. Có nghĩa là trong lý tưởng giải thoát thì cái người đắc đạo đắc quả là ok rồi, nhưng mà gọi là văn võ song toàn, định tuệ kim ưu thì phải là cái vị chỉ quán song tu nha. Nhớ ra đó. Thì là tôi nhắc lại ở đây đó, tôi nhắc lại ở đây đó là chuyện đó, là ở đây sẽ có một người không nghe là ta. Tôi mới mở mắt ra tôi lại thấy có người có nghe, nó kẹt như vậy. Có nghĩa là chánh pháp đã mở ra cho những ai có tai để nghe, có niềm tin để mà cảm nhận, nhưng mà không có tai, hoặc là cho những ai bây giờ mình phải sửa lại. Cánh cửa bất tử đã mở ra cho những ai có máy laptop và có đường đường truyền ngon lành. Ok. Đó thì bữa nay tập trung giảng có một chương này thôi đó, giảng một chương này thôi mà bây giờ đã là 3 giờ rồi nha. Bây giờ tiếp theo là mình học cái chương ở sẵn này nói luôn. Mang tiếng là tăng chi bộ có đến 9.000 mấy, nhưng mà có một tin vui giữa giờ tuyệt vọng, đó là kinh trùng hơi bị nhiều à, cho nên đó là cứ thấy trùng là chúng ta bèn gom lại mà giảng, cứ thấy trùng thì bèn gom lại mà giảng nha. Thì như hai cái như hai cái phần mà nam sắc và nữ sắc á, thì mình gom chung là mình giảng đấy. Rồi tiếp theo đó là mình giảng về cái chương truyền cái đó, chương truyền cái giảng về chương truyền cái chương này. Bây giờ mình làm gọn lại đi cho nó dễ nhớ nha, chương truyền cái à. Rồi các vị nào ghi nhanh ghi giùm tôi nha, chứ tôi gõ có một ngón là một tay kêu kêu tôi cầm mic tôi đọc cho biết nghe. Thứ nhất, tịnh tịnh tướng thì dẫn đến dục tham. Các vị đánh giùm tôi đi, tịnh tướng mà ở đây tôi muốn dịch là cái xú phá ni mất ta, tôi dịch là mỹ tướng. Xú phá ni mất ta là mỹ tướng chứ không phải là tịnh. Mỹ tướng thì dẫn đến dục tham. Mỹ ở đây là gì ta? Mỹ đây là đẹp nha, chứ còn tịnh tướng thì tịnh là sạch. Mà tôi thiết tha kêu gọi bà con là học trong cái room này rồi thì phải về tra cứu để xác định xem coi chúng tôi định nghĩa và chúng tôi dịch như vậy có đúng hay không nha. Cái chữ xú phá này nó nhiều nghĩa, đẹp sập, nhưng mà khi mà nói đến thường lạc ngã tịnh đó, thì mình không thể dịch là tịnh được, phải dịch là mỹ nha. Đó là một cái vấn đề của cái người không có đọc bản gốc mà chỉ đọc bản dịch. Bởi vì bên tôi đã nói rất nhiều lần cái khuynh hướng phiên dịch mà gọi là đi ngang về tắt của người Tàu á,
là họ cứ lấy một hai cái nghĩa căn bản của một từ, họ đưa vào làm thành cái từ nền, làm thành cái từ gốc. Từ đó về sau cứ là thấy cái từ đó là móc ra xài cái nghĩa mà họ đã đưa đó, cứ như vậy đó. Cho nên chỗ nghe là kỳ nha. Rồi thứ nhất là mỹ tướng nó dẫn đến dục tham. Rồi cái gì ta, cái đối ngại tướng á, cái vị chờ cho có một giây nữa thôi, chỉ còn một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là sao nhau rồi, để kể đây, cái Supanimitta là mỹ tướng ha. Rồi cái thứ hai nữa, cái Patthikhanimitta là chướng ngại tướng. Cái Patthikhanimitta nó có nghĩa là nghịch tướng. Tôi nghĩ kỹ rồi, thì chữ này tôi dịch là nghịch tướng, nghịch tướng. À, thì dẫn đến sân sân truyền cái đó. Rồi cái gì nữa, cái thứ ba đó là, bây giờ Phan bây giờ thích từ từ nha. Thế nào là mỹ tướng? Có nghĩa là ông Văn Te bên Pháp ông nói đẹp là gì? Đẹp là con cóc đực trong mắt con cóc cái. Có nghĩa là tùy thuộc vào cái phước nghiệp của mình, tùy vào cái thẩm mỹ của mình, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý của mình, tùy vào cái môi trường sinh trưởng và bối cảnh giáo dục của mình. Rồi sao ta? Chúng ta bèn thấy cái gì đó là đẹp, khi có khái niệm đẹp thì nó dẫn theo đằng sau đó là những cái khái niệm về xấu. Không biết trong rung có hiểu không ta, trong rung có hiểu không? Có nghĩa là vì cái khuynh hướng tâm lý rồi phước nghiệp thiện ác của chúng ta cộng với cái môi trường giáo dục bối cảnh sinh trưởng điều kiện tâm, cái khuynh hướng tâm lý trộn hết mấy này lại, chúng ta có một cái cảm thức khác nhau trước một cái trần cảnh nha. Đấy à, chính vì vậy cho nên á, có những loài nó thấy cái đống phân người nó rất là thích, có những loài nó nghe cái mùi máu tươi nó rất là thích, nó thậm chí nó rất là nhạy với cái mùi máu tươi như cá mập ở ngoài biển. Với cái khả năng mà cảm thức của loài cá mập đó, nó có thể nhận ra một giọt máu trong cái khoảng cách là 1 km, tức là 1.000 thước, khủng khiếp chưa, vì nó quá thích đi. Chính vì cái hạnh nghiệp quá khứ đã dẫn đến cái cảnh giới tái sanh của nó là cá mập, cho nên trong cái thân cá mập đó, nó đặc biệt rất thích với mùi mùi máu máu tươi. Có những loài nó rất thích phân người, có những loài nó rất thích là xác chết. Có những rồi đó là đòi về rồi là động về cách đây không lâu tôi còn đọc báo có những cái người mang thân người nhưng mà họ là thích cũng kỳ cục. Một cái anh ba tàu bên Hồng Kông anh làm tìm cách anh vô bệnh viện anh ăn cắp mấy cái bịch máu bệnh viện để anh uống, anh uống giống mình uống siro vậy đó. Rồi bên Nga đó thì người ta phát hiện ra là có một cặp vợ chồng trong nhiều năm trời đó là coi như trong tủ lạnh lúc nào cũng đầy những đầu cổ tay chân xác người đó, mọi giết sau đó rồi họ đem về họ giấu trong tủ đá ăn dần ăn từ từ vậy đó. Cho nên ở đây mình phải nói thêm á, cái mỹ tướng này là gì, có nghĩa là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta thấy cái gì đó là đẹp đó, thì cái đó được gọi là mỹ tướng, tức là chấp vào cái mỹ tướng. Mà mỹ tướng này ở đâu nó có mỹ tướng, tức là thấy cái gì đó đẹp thì có nghĩa là chúng ta đã có chuẩn bị cái khái niệm xấu theo cái định nghĩa của riêng mình, và từ cái khái niệm xấu đó nó lại dẫn đến những cái khái niệm đẹp khác. Không biết trong rung có hiểu chỗ này không ta?
Một người phụ nữ thích ăn diện đẹp, đã thích cái nhan sắc đẹp, họ mới nghĩ đến chuyện chân diện đẹp. Rồi từ cái chỗ chân diện đẹp, nó mới thích đến cái chất liệu vải để may đồ đẹp. Mà từ cái chỗ thích chất liệu vải, nó mới dẫn đến cái chuyện họ thích những thứ liên quan đến chất liệu vải, những thứ liên quan đến thợ may, những thứ liên quan đến thời trang. Đó. Và những gì mà nó chống lại cái quan điểm thẩm mỹ của họ thì họ bèn ghét cái đó. Thì cái đó được gọi là nghịch tướng. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ các vị hiểu chưa? Cái gì mà nó đáp ứng lại với cái thích của họ đó, thì họ gọi là đẹp, là ngon, là hay ho, là tốt đẹp. Thì cái đó được gọi là mỹ tướng. Và đã khổ thay, ngay đằng sau cái mình thích đó, thì nó bèn có ngay tức thì cái mình ghét. Tại vì tôi rất là thích mềm, mịn, máng, mát, láng. Cho nên cái gì nó không có mềm, nó không có mịn, nó không có mát, nó không có láng thì tôi không, không thích nha. Đó. Thì cái mà làm cho tôi thấy thích thì cái đó gọi là mỹ tướng. Còn nghịch tướng là cái đi ngược lại cái tôi thích. Để thì mình gọi đó là bất cái này mất tác, tức là nghịch tướng, hoặc là trong đây nghĩa là đối ngại tướng. Đối ngại đây có nghĩa là dịch quá sát, ôm chân hán tạng mà chuyển ngữ nha. Chứ đây dịch là nghịch tướng, có nghĩa là đi ngược cái gì mà nó ngược lại điều mình thích. Mình chú ý quá nhiều, thí dụ như bây giờ mình không thích cái người da đen. Đấy. Vì sao? Vì mình thích những người da trắng, những người cái da nó màu hơi sáng sáng nha. Vì mình thích cái người có màu da sáng sáng, cho nên chúng ta kỵ những người có màu da hơi tối tối. Đấy, nhớ nha, đó gọi là nghịch tướng. Thứ ba, Đức Phật Ngài dạy rằng chính cái thái độ tâm lý và cái kiểu sinh hoạt, thái độ tâm lý tiêu cực cộng với cái kiểu sinh hoạt là không có lành mạnh, không khoa học, nó đã dẫn đến cái chuyện chúng ta biến lười và buồn ngủ, mà nguyên văn trong kinh là không hân hoan, biến nhát, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Ở đây tôi dịch gọn lại là cái sống bằng cái kiểu tâm lý thụ động, kiểu sinh hoạt gọi là tiêu cực, là sao? Ăn quá no, không có thích vận động. Có lần nó vua Pasenadi đi vào hầu Phật, vua nó bạch Thế Tôn: con là vua muốn gì được nấy, vậy mà con không có được an lạc, con ít bao giờ mà con ngủ được một cái giấc ngủ tròn giấc. Rồi cứ mỗi lần con ăn cơm xong con nghe người nó mệt mỏi, nó nặng nề quá, thì Đức Phật Ngài mới dạy một câu thôi, Ngài nói hãy tâm niệm điều này, hãy dừng lại trước khi quá no, ăn ít và chậm, tuổi thọ dài. Đấy, ăn ít và chậm. Ăn ít thì dẫn đến già chậm, mà già chậm thì tuổi thọ dài. Đó. Thì vua nghe vua thích quá, vua mới về, vua mới kêu một cái anh lính hầu, vua dặn thế này: mỗi lần mà thấy trẫm ăn cơm thì đứng sau lưng đọc cái bài kệ bốn câu này nha. Ăn uống luôn chừng mực, sống trong sự tỉnh giác, ăn dừng lại khi trước khi no thì nó sẽ già chậm, tuổi thọ dài. Thì cái mỗi lần mà thấy ta ăn mà có vẻ hơi ngon miệng thì đọc giùm cái đó. Thì anh thanh niên đó thì vua gia có anh chị đó thôi, cho nên đó là anh cứ thấy mà dọn cơm ra là anh cứ sáp lại sau lưng cứ đứng. Anh thấy vua ăn quá ba chén là bắt đầu anh mới phan cái câu đó ra, mà vua nghe câu đó là vua buông đũa. Cứ nghe cái anh trả đọc đó là vua buông đũa. Thì vua làm được có một thời gian ngắn ngắn, khoảng chừng 10 bữa nửa tháng, thì tự nhiên vua thấy sung sướng. Mà tại sao không sung sướng cho được? Là vì có bữa nào mà vua được no đâu. Cứ lúc nào nó lưng lửng, nó đứng sau lưng nó thấy cái bộ hơi nhiều là tự động nó cắt cơn. Làm sao mà nuốt cho nổi? Mà các vị biết cái cơ thể của người mạnh hơn người bệnh không cần biết, nó luôn luôn trong tình trạng nó hơi đói nhìn nhẹ đó. Nó hay ghê lắm. Bệnh lâu ngày bỏ ăn mà một ngày đẹp trời bỗng nhiên thèm ăn là bắt đầu có chuyển cơ nha. Nhớ cái đó rất là đặc biệt, có chuyển cơ. Cho nên là cứ vua luôn luôn là trong cái tình trạng thèm ăn. Tại vì nó có bữa nào ăn no đâu,
mua ăn thịt rồng đi nữa mà nó không cho ăn, nó cứ thấy mà hơi nhiều nhiều là nó bèn cạn, là nó bèn cạn. Cho nên lúc nào rời bàn ăn rồi thì vua cũng trong cái tình trạng lửng lửng cái bụng thôi, đi đứng nhanh gọn lẹ vững vàng này, không có buồn ngủ. Mà trong cung thì thiếu gì, cái trò giải trí được không, đi thăm Phật. Mà trong kinh đó một ngày vua đi thăm Phật 5 lần, ngày đi thăm Phật 5 lần vui lắm. Còn cái thứ mà ăn vô mà coi như căng da bụng mà nó đùng da mắt thì nó cứ buồn ngủ, mà thứ ngủ không được. Ấn Độ nó nóng gần chết mà nó không có máy lạnh 2.500 năm trước nữa, thứ mà ngủ không được nó giật giờ giật giữ nó khó lắm nha. Cho nên đến đây ngày mới nói rằng là suy tư tiêu cực mà kiểu sinh hoạt không lành mạnh thì nó dẫn đến biếng lười và buồn ngủ. Biếng lười là hôn trầm mà buồn ngủ là thủy thủy miên. Tiếc là không biết bà con có ghi chính xác không nữa, tôi nói lẹo quá nha. Mà nó cản tôi nói chậm không được là bởi vì tôi nói chậm tôi quên, nó trào ra mà mắt tôi ngưng thì tôi quên nha. Rồi tiếp theo là ngài dạy rằng khi mà cái tâm không có được chỉ tịnh ấy, thì nó mới dẫn đến trào hối. Hồi nãy tôi đã nói rồi, mình phải có khả năng quên, phải có khả năng quên. Khi mình đã quyết với lòng nhớ chuyện này chỉ có hại mà không có lợi, chuyện đã dĩ lỡ rồi, chuyện đã dĩ lỡ rồi, chuyện đã dĩ lỡ rồi thì là nhớ tới cũng không có lợi, quên nó mình sẽ có lợi nhiều hơn. Hành giả tôi luôn nhớ cái này, luôn nhớ rằng có những cái nhớ hữu ích và vô ích, có những cái quên vô ích và hữu ích. Nhớ nha, cái này phải xăm lên trán nữa nha. Cái chuyện nó đã qua rồi nha, mình cứ ngồi mình gặm nhấm nỗi đau một đời vung xới nỗi sầu, cái đó thì không khá nha. Cho nên cái gì quên được mà có lợi thì nên quên, cái gì nhớ mà có lợi thì nên nhớ nha. Cho nên là hành giả luôn nhớ rằng có những cái nhớ hữu ích và vô ích, và có những cái quên vô ích và hữu ích, cũng y chang như vậy. Cho nên ở đây nó gọi là vô bát. Áo vua bá xâm tác, áo vua bá xâm tác nghĩa là cái tâm không có được được gọi là tịnh, nó mới gọi là tịnh chỉ đó. Có nghĩa là hành giả phải có khả năng làm cho lắng yên bằng một thứ tâm niệm này thôi, là cứ niệm câu này: có những cái nhớ vô ích, có những cái nhớ hữu ích, có những cái quên vô ích, có những cái quên hữu ích, cứ nhớ như vậy. Thì thấy nó không có lợi thì phải quên, bởi vì mình nhớ nó mình chỉ khoét sâu thêm cái nỗi khổ niềm đau, càng nhớ là càng khoét sâu nỗi khổ niềm đau. Có những cái nó nhớ, cái nhớ của mình nó làm cho mình khá hơn thì cái đó nên nhớ, còn cái mà càng nhớ làm cho mình bệ rạc, làm cho mình xuống cấp, suy sụp thì cái nhớ nó không nên tí nào. Mình là người thông minh, mình là người chuyện, tại sao mình đẩy vô đường cùng chi đấy. Cho nên nó gọi là khả năng kiểm soát, gọi là có khả năng quên được cái đáng quên, đó gọi là để mà hạn chế, để mà dàn xếp, để mà giải quyết dứt điểm cái trạng hối nha. Rồi tiếp theo nữa thì ngài dạy rằng là không, tiếp theo là giờ phải ghi cái này ta, yoniso là hợp lý hữu lý có lý, manasikara là sự chú ý. Tôi không có gì tác đâu, tôi không có gì tác gì là chú ý. Như vậy thì vô ní sô manasikara là sự chú ý vào cái điểm hợp lý để suy tư, nhớ nha. Còn a-yo-ni-so 3 chấm là ngược lại, là ngược lại.
Bây giờ các vị hiểu chưa? Đức Phật ngài dạy rằng là tâm thái tiêu cực, sinh hoạt thiếu lành mạnh dẫn đến hôn thị. Rồi tiếp theo là suy tư không hợp lý sẽ dẫn đến hoài nghi. Đó. Suy tư không hợp lý sẽ dẫn đến hoài nghi là sao ta? Có nghĩa là yoniso là hợp lý, mà ayoniso là không hợp lý. Không hợp lý có nghĩa là vô lý. Vô lý. Suy nghĩ cách vô lý. Thì chính suy nghĩ cái cách vô lý nó sẽ dẫn đến cái sự hoang mang, nghi hoặc và ngờ vực nha. Và các vị còn nhớ có hai cái cách mà giải quyết, hai cách giải quyết nghi hoặc hay còn nhớ không ta? Hai cách giải quyết nghi hoặc còn nhớ không? Hai cách giải quyết nghi hoặc. Một là tìm câu trả lời. Hai là không nghĩ tới nữa. Hay, cảm ơn. Đúng. Còn ở đây có một người ghi rất là gọn. Một là tìm hiểu, hai là quên đi. Cũng ý nghĩa đó thôi. Và ngày hôm qua tôi có nói có ba cách để giải quyết vấn đề. Một là nếu không chấp nhận được nó thì hãy thay đổi nó. Mà nếu thay đổi tình hình không được thì bỏ chuyện nó đi. Đó là một cách, cách thứ hai. Nếu chị nó bỏ được thì bỏ, mà nếu bỏ không được thì phải tìm cách thay đổi nó, mà thay đổi nó không được thì phải chấp nhận nó. Có ba cách thôi, biết rung rung kinh nghiệm không ta? Thì ở đời này nó nhớ cái đó nha. Nếu mình nhìn vấn đề mình thấy cái này chấp nhận được thì thôi, nhưng mà nếu chấp nhận không được thì mình phải thay đổi nó, mà thay đổi không được thì mình phải nghĩ chuyện bỏ nó luôn. Hoặc chuyện thứ hai, cách thứ hai là nếu mà nhắm bỏ không được thì phải tìm cách thay đổi tình hình, tìm cái chuyển cơ. Mà nếu phút cuối không thấy được chuyển cơ thì phải đành chấp nhận đó. Đấy. Cho nên nhớ nha, ở đây cũng vậy. Cho nên suy tư hợp lý là sao? Suy tư hợp lý đây có nghĩa là nó có hai cái áp dụng, là hai cách này. Một, chuyện này có đáng để mình bận tâm hay không? Thí dụ như là ra khỏi cái galaxy, cái thái dương hệ này rồi còn sẽ tới cái gì nữa. Rồi nếu mà bên ngoài thái dương hệ này nó có tới 3.000 tỷ cái thái dương hệ khác, thì bên ngoài cái 3.000 tỷ đó nó còn cái gì nữa? Cứ nghĩ hoài họ nó điên nha. Thôi thì tự mình hãy suy nghĩ thế này. Đây là vấn đề mà mình không thể dùng cái đầu của mình, cái kiến thức trời ơi của mình để mình suy diễn. Mình không đủ tuổi đời, không đủ cái trình độ để mình ngồi mình ngẫm này đâu. Mình còn bao nhiêu chuyện khác phải làm nữa. Có bao nhiêu người trên đời này không biết chuyện đó, họ đâu có chết đâu. Mà trong khi đó có rất nhiều người chết vì họ không biết lo những cái chuyện cần thiết nha. Nghĩ như vậy là bỏ nó qua một bên, đó cũng là một cách giải quyết nghi hoặc. Rồi cách thứ hai nữa là mình thấy vấn đề này cần phải giải quyết đến đầu đến đũa thì lúc chúng ta mới ra sức bỏ công để mà giải quyết, để mà tìm hiểu cặn kẽ nha. Còn nếu mình thấy không xong thì thôi, mình áp dụng lên cái cách kia. Rồi, rồi như vậy mình thấy là có 5 cách, có 5 cái điều kiện nuôi lớn 5 cái truyền cái. Ngược lại là con đường lìa xa chúng, vì tắc thì nó khỏe cả thân nha. Có 5 điều kiện nuôi lớn truyền cái, mà ngược lại đó là con đường lìa xa chúng. Rất là đơn giản, nguyên cái chương này chỉ nói như vậy thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình còn chú ý đến cái thương, cái ghét thì mình còn dục ái và sân. Khi mình còn sống bằng cái trong cái tâm trạng tiêu cực và sinh cái kiểu sinh hoạt thiếu lành mạnh, phản khoa học thì mình còn hôn thị. Khi mà mình không có khả năng kiểm soát được cái sự nhớ và quên của mình thì mình còn trạo hối nha. Khi mà mình không có khả năng suy tư chín chắn hợp lý thì mình còn hoài nghi chuyện cái nha.
Còn ngược lại, khi lòng không có cố ý đi tìm cái đẹp thì cũng không có cái chỗ gì để mình phải bất mãn. Không có ý đi tìm cái đẹp thì cũng không còn khái niệm xấu. Không có đi tìm cái để mình thích thì mình cũng không còn có cái để mình ghét. Như vậy thì cứ đi ngược lại vậy thôi. Không còn chấp vào mỹ tướng thì sẽ không còn thích. Không còn chấp vào nghịch tướng thì sẽ không còn ghét. Đã. Đầu óc sinh hoạt lành mạnh tích cực thì không còn hôn thụy. Nha, yeah. Cái này quan trọng lắm, rất quan trọng. Có nhiều người hỏi tôi tại sao cái buồn ngủ mà nó lớn chuyện, nó quá lớn chuyện chứ. Bởi vì là trong một ngày như vậy đó, cái thời gian mà mình muốn ngã lưng, muốn ngồi xuống nó nhiều lắm, cái việc chẳng qua là vì công việc hoặc là vì mình phóng dật, mình thất niệm, mình không có ngờ. Chứ bản chất của mình là con heo trong nhiều kiếp, mình khoái nghỉ ngơi lắm quý vị nha. Còn mà đời nó có hai hạng, một là hiếu động, hai là thích nghỉ ngơi. Thích cái hạng nào cũng nhiều hết, hiếu động là lăng xăng, mà lăng xăng ở đây nó là phóng dật là thất niệm nha. Cho nên đó là cái nếu mà mình không, mà cái hiếu động á là hiếu động mà thiện thì hiếm lắm, hiếu động tào lao rảnh rỗi sinh nông nổi nha. Cho nên nhiều khi cái hiếu động mình hiếu là động tầm bậy, mà hả nếu mà lười thì mình không có thích năng động á thì mình chuyển qua thụ động, có nghĩa là biến lười. Cả hai cái này đều là cực đoan nên tránh. Không hiếu động một cách manh động, mà cũng không có tiêu cực thụ động một cách thiếu máu nha. Có nghĩa là chỉ ngồi yên để nghỉ ngơi trong tỉnh thức, chỉ hoạt động trong tỉnh thức. Như vậy thì động hay tỉnh đều trong tỉnh thức. Nhớ nha, đó, hành giả là phải như vậy đó. Chỉ ngồi yên để mà nghỉ ngơi trong tỉnh thức, chứ phải ngồi yên để mà hưởng thụ phè ra vì biến lười, không phải. Mà chỉ hành giả chỉ ngồi yên để nghỉ ngơi trong tỉnh thức, rồi khi bật dậy làm việc thì cũng chỉ là hoạt động trong tỉnh thức. Như vậy động hay tỉnh đều trong tỉnh thức. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần khi mà tôi giảng về năm giới. Tại sao có cái giới thứ năm? Là bởi vì có mặt trong đời này là chúng ta đương nhiên phải đối đầu với vô vàn bất trắc bất toàn của đời sống. Tôi nói chậm lại. Có mặt trong đời này là chúng ta đương nhiên phải đối mặt với vô vàn những sự cố sự kiện bất toàn và bất trắc. Một có đầu óc tỉnh táo, sẵn sàng nghênh chiến và đối phó còn chưa đủ để mà đối mặt với những cái bất toàn bất trắc, thì nói gì một cái tâm trạng say sưa hay là buồn ngủ giả dụi. Chúng ta luôn luôn là những người lính mà chiến trường, phải nói như vậy. Chúng ta bất toàn bất trắc ở đây nó gồm có hai, đó là về vật chất và tinh thần. Vật chất ở đây có nghĩa là công việc này việc kia, tai nạn này tai nạn nọ, đó là về vật chất. Còn về tinh thần tức là chỉ cần phóng dật, chỉ cần thất niệm thì phiền não trùng đổ ập đến ngay. Đây, cho nên một cái người say sưa hoặc một người mà hôn trầm thủy miên là một người mất đi khả năng cảnh giác và kiểm soát. Mất đi khả năng kiểm soát và cảnh giác cũng có nghĩa là cuộc đời chúng ta đang bị bỏ ngỏ. Mà cái việc tưởng tượng trên đời này có cái gì nó dễ sợ hơn là cái chữ bỏ ngỏ. Tối nay về gác tay lên trán suy nghĩ coi tôi nói có đúng không. Trên đời này có cái gì đáng sợ bằng cái sự bỏ ngỏ. Sức khỏe bỏ ngỏ là sao? Có nghĩa là không có được dòm ngó chăm sóc. Đó gọi là sức khỏe bỏ ngỏ. Ăn nhậu tới bến, đi sớm về khuya, đi ngang về tắc, gây gỗ đầu này đầu kia, đua xe khoái tốc độ. Đó gọi là sức khỏe bỏ ngỏ. Còn tâm hồn bỏ ngỏ tức là chúng ta không có đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Đó gọi là tâm hồn bỏ ngỏ. Và cái bỏ ngỏ là cái rất là dễ sợ. Tôi nhớ bữa hôm tôi kể cho bà con nghe cái câu chuyện. Cái anh đó là ảnh có tật đi nhậu về khuya, rồi bà vợ mới khuyên la khóc lóc năn nỉ cỡ nào mềm, cỡ nào cứng, cỡ nào
ngọt cỡ nào mà làm cứ mạnh đến nào thì gọi là chàng cũng không nghe. Thì bữa mà nói bây giờ anh tiếp tục về nhậu về khuya nữa thì tôi đóng cửa tôi ngủ rồi nha, tôi không có ra mở cửa như mọi khi. Thì anh chồng vẫn tiếp tục đi sớm về khuya. Thì bà mới hù ngược lại, được rồi, anh cứ đi nhậu, tôi không đóng cửa nữa mà tôi ngủ mở cửa, ngủ thả cửa. À, thì coi ai sợ thì biết. Mà bả mới có 30 ngoài, tuổi xuân phơi phới, thoáp thoáp đẩy đà, ai nhìn cũng khoái. Mà bây giờ mình tưởng tượng cảnh đi nhậu kia, nó nhà cửa bỏ ngỏ, vợ con hớ hên, cái nó làm sao mà không rung. Đấy. Thế là chàng không còn dám đi nhậu khuya nữa. Thì bởi tôi nói trên đời này không có gì nó kinh hoàng cho cái chữ bỏ ngỏ. Một đất nước bỏ ngỏ là tham nhũng, được thì tham nhũng, người dân là sống vô ý thức, được thì cứ vô ý thức, tôi gọi đó là một đất nước bỏ ngỏ. Nhà cầm quyền và dân chúng không ai nghĩ đến định mệnh, đến đến vận mệnh, đến tiền đồ của đất nước, của quê hương, của dân tộc, thì đó là một quốc gia bỏ ngỏ. Mà cái quốc gia bỏ ngỏ là quốc gia nó sớm muộn nó cũng phải bị bỏ mất. Sức khỏe rồi tinh thần rồi tài sản rồi tình yêu rồi danh vọng quyền lực đắp đắp la, nó đều đại kỵ cái chữ bỏ ngỏ, có nghĩa là mọi thứ luôn luôn cần phải được chăm sóc tới nơi tới chỗ nha. Mà lơ lơ là sảnh một tí là mất sạch, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là chỉ có hai chương thôi, mà bây giờ mình đang học về cái chương thứ hai, đó là cái chương năm truyền cái. Đức Phật đã gửi cho mình một kinh nghiệm sống tuyệt vời. Nhớ nghĩ nhiều về cái đẹp thì chúng ta sẽ tạo ra cái khái niệm xấu, còn có cái thương thích thì còn có cái ghét sợ bất mãn nha. Cứ như vậy thì sống ngược lại năm cái điều này, được gọi là cái con đường dẫn đến sự đoạn trừ năm triền cái. Có hai cách đoạn trừ năm triền cái, có hai cách đoạn trừ năm triền cái. Cách một là bằng samatha thiền chỉ, có thời gian, tối đa là 84.000 đại kiếp không có truyền cái đó, bằng samatha. Còn bằng vipassana đó hả, bằng vipassana đó thì vĩnh viễn thiền thu, có hai cách. Cái cách mà bằng bằng samatha, nó tiếng Pali kêu là bằng samatha đó thì gọi là vikkhamphanna bahana, tức là đối phó kiểu lấy đá đè cỏ. À, còn mà bằng vipassana đó nha thì gọi là samuchchedha pahana nha, là chặt bỏ chặt tận gốc mà trốc tận rễ đó, cái samuchê đó nó có nghĩa là vậy đó. Absolutely cutting, coi như là samuchê đó ba nó là chặt tận gốc mà trốc tận rễ đó, nhớ nha. Thì năm cái thiền cái này nếu mà nó chỉ được dàn xếp bằng bằng thiền chỉ thì cái thời gian tối đa là 84.000 đại kiếp. Mà tại sao có con số này? Bởi vì đó chính là tuổi thọ, tuổi thọ của Phạm Thiên, cõi Phạm vô sắc cao nhất, đó là phi tưởng, phi phi tưởng. Thì trong suốt cái thời gian mà
84.000 đại kiếp này vì đó không có năm triền cái, nhưng mà khi mãn thọ mà trở về cõi dục thì vẫn y như thuở nào, mà coi chừng nó còn xum xuê sanh tốt thịnh mậu hơn thuở nào nữa. Bởi vì sao? Thì lúc đó mà ở trên kia lâu quá xuống đây phước báo tràn trề, thông minh đẹp trai, ha, có nhà giàu học giỏi, rồi lúc cái sơ sẩy một chút xíu là coi như là chỉ cách một trung kinh, nó có một kiếp độn thôi, cứ là từ phạm thiên sanh xuống cõi cõi dục giới là có phải trải qua một kiếp độn để hưởng hưởng phước đó. Bởi vì trong thời gian dài mình quá ngon lành mà, cho nên mình phải xuống mình hưởng một kiếp độn, được làm trời làm người trong ít lâu. Sau cái kiếp độn, ở đây có hiểu chữ kiếp độn không ta? Alo, có hiểu kiếp độn không? Độn có nghĩa là thí dụ như bây giờ tôi ở trên 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 đó tôi ở 84.000 đại kiếp hoặc ở 500 đại kiếp đi, rồi tôi xuống đây thì tôi không xuống thẳng cái cõi khổ đâu, mà tôi được làm vua, làm tướng, làm đại gia, làm chư thiên cõi đau lợi đủ sức gì đó không cần biết. Nhưng mà hết cái kiếp độn nó rồi đó là coi như là bắt đầu tôi đi trả nợ đã, mà nợ này mới là ghê. Bởi vì sao? Vì trong suốt 84.000 đại kiếp qua đó là tôi đã trốn vô số nợ, tôi quỵt, có cái thì quỵt luôn, có cái thì tôi chỉ gọi là triển hạn trả nợ thôi nha. Rồi sau khi mà tôi xuống rồi nó giành nhau, nó xô nhau mà nó tới nó đòi. Tôi nhớ có anh chàng đó, anh thiếu nợ nhiều quá là bà con tới ngồi đầy nhà anh hết bữa đó. Anh cứ trốn lui chúng nhủ chúng chua chúng nhủ nhà bên lệ, anh nói với bà già anh ơi, bác cũng đòi nợ hả, mai nhớ tới sớm nghe. Thì bà mừng lắm, bà hỏi sao mai tới sớm cậu trả hả? Nó không, mai tới sớm có chỗ ngồi. Tự nhiên bác thấy không, tới trễ quá rồi đâu có chỗ ngồi, thấy bác có tuổi mà ngồi xa xa ngoài sân cáo thiệt nóng ruột hết sức. Thì ba các vị biết sao mà 84.000 đại kiếp mà trển xuống thì tha hồ mà mấy chủ nợ đó nó đòi. Chủ nợ đây tức là những cái nghiệp ác hồi xưa đó, theo cái bộ Tỳ Bà Sa có lẽ là Má Ha Ví Ví gì ta Má Ha Ví Tha Sa Sattra Tỳ Bà Sa, à, thì bà sao luận ấy, thì cái ông A Tư Đà đó, A Tư Đà là ông Asita đó, Asita, tên đủ cũng là ông Asita, Asita Devila nha, nhưng mà tên cho đủ, tên mấy ông mà tu lâu rồi tự nhiên cái tên nó dài ra cho nó sang, nè. Thí dụ như cái ông mà dạy một đắc đắc thiền phi tưởng thì tưởng ông Uttakara Mahaputta. Còn cái ông mà dạy ngày là cái ông mà dạy ngày thì thiền phu sở hữu xứ trở xuống gọi là Alara Kalama. Còn cái ông mà đạo sĩ mà đến mà thăm Bồ Tát lúc mới sinh đó, Bồ Tát sơ sinh ấy, thăm xong là 7 ngày sau mà ông chết, ông sanh về phẩm thiên, ông tên là Asita Devila. Giống như Việt Nam mình mà hễ mình hay sang sang mà quế cái là có dính líu tới vua, cái là Công Tằng Tôn Nữ Nguyễn Thị Toàn Ten vậy đó, ví dụ như vậy. Thì cái ông theo chúng ta nói rằng cái ông Asita này đó là sau 84.000 đại kiếp ở trên phi tưởng thì ông phải trải qua, dĩ nhiên cũng có cái kiếp độn, nhưng mà hết cái kiếp độn thì ông phải trải qua một kiếp làm con trộm để mà ông trả lại một cái nghiệp bất thiện nào đó trong thâm thẳm. Thì cái vị nghĩ cái cũng ngán chứ vậy không, ngán cái chỗ là bây giờ tưởng sao mình bỏ công lên kia, mình ở 84.000 đại kiếp không có tu hành được cái gì hết, chỉ ăn rồi biết thiền thôi, hưởng thưởng thiền lạc chứ không có gây tạ ba la mật gì được hết trơn ấy nha. Rồi tưởng sao rồi tới hồi 84.000 mình biết trước, nếu mình biết trước là 84.000 nữa mà mình xuống mình phải trải qua cái kiếp trộn nó cũng nản quá ha, cũng nản rồi thôi, vậy biết sao, đó là tội khổ trầm luân. Ok, bây giờ là ngày mai là mình sẽ học tiếp chứ bây giờ đâu có hơi sức nào mà giảng nữa trời. Bây giờ đó là ngày mai là cái bài chương gọi là khó sử dụng. Rồi, ngày mai học tiếp. Bữa nay mình nghỉ sớm, bữa cho nó khỏe các thân. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành và vô lượng mộng đẹp. Dạ, bye bye. Idame nyakinan kutu sukita huntu nyattayo Idame nyakinan kutu sukita huntu nyattayo
tăng mi nhất thi năng phụ tu su ki ta hôn tu nhạc tayo. Y tăng mi phun nhăn asua khaya va hăng phụ tu. Y tăng mi phun nhăn nipanasa pachayo hô tu. Mamang phun nhăn pagang sabba sattanam di. Sound.